Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta học bài số 5. Bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ không đi theo một cái làm một cái phim cụ thể, mà tôi muốn giới thiệu các bạn các kỹ thuật cụ thể để các bạn có thể lắp ghép vào trong một bộ phim. Thì bài hôm trước tôi đã làm với các bạn một chiếc ô tô chuyển động trên đường. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà chúng ta làm một cái ngọn đuốc có một ngọn lửa. Thì lửa trong phim hoạt hình thì nó đa dạng. Có nhiều người thì dùng là plug-in để chúng ta tạo lửa trong Toon Boom Harmony hoặc Toon Boom Studio hoặc trong Grey Talk hoặc trong Moho. Thì mỗi một người tạo một cái ngọn lửa khác nhau. Thì ở trong bài này tôi sẽ giới thiệu một cách mới. Các bạn sử dụng Illustrator để các bạn có thể tạo ra các ngọn lửa của mình một cách tốt nhất. Thì ở bài này tôi sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra được các ngọn lửa. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái file. Ta để nằm ngang cũng được. Các bạn có thể nằm ngang, nằm dọc cũng được. Bây giờ các bạn có thể chuyển setup. Các bạn cho nó đổi đơn vị rồi, ok, cái này đã đổi sang cm. Cái này thì các bạn nào sử dụng Illustrator rồi các bạn sẽ đổi được. Đây lại ra nhiều quá rồi, do tôi kích rất là mạnh rồi. Bây giờ tôi sẽ tạo cho các bạn cái cách để các bạn sử dụng mode ở chế độ RGB nhé. Sau đó các bạn chú ý là chúng ta làm RGB. Rồi tôi xem nào. Convert, chống răng cưa vân vân, gây điền vân vân. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng pen hoặc là bút, chúng ta vẽ được pen cũng được. Các bạn cho cái này thật nhỏ cho tôi. Tôi cho nhỏ lại nhé. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái ngọn lửa. Chúng ta sẽ chọn màu của ngọn lửa. Các bạn có thể dùng wash thì các bạn đưa cái màu ngọn lửa lên cho nó đẹp. Đấy. Ở đây thì lửa thì bao gồm có màu đỏ cờ, đỏ hơi vàng. Chúng ta cho màu đỏ hơi vàng ở đây. Chúng ta màu đỏ cờ ra đây. Đấy. Thì để chúng ta vẽ ngọn lửa cho nó đẹp. Rồi bây giờ chúng ta chọn này. Phóng to lên. Đây, tôi sẽ chọn. Lúc này các bạn chọn cái pen, cái brush của mình cho nó hợp lý nhé. Chúng ta sẽ chọn brush cho nó đẹp. Này. Các bạn kéo xuống, các bạn chọn brush màu như nào thì các bạn thử. Đấy, rồi. Tôi sẽ brush chọn ok. Ok, bây giờ ta sẽ vẽ như sau. Đấy. Và bên màu tô của chúng ta cũng chọn như thế. Chúng ta cũng tô cho nó bên trong một cái pass. Thì cái này chúng ta sẽ làm thế nào để nó chuyển thành bên trong. Thì chúng ta có thể vào object. Chúng ta chọn convert. Chọn raster nhé. Extend raster này. Đấy, xong bên trong này. Xong bây giờ các bạn chọn cái này cho tôi. Bạn chọn object và bạn ungroup ra. Cái bên trong này chúng ta sẽ tô nó, ta sẽ cho nó nếu mà chúng ta dùng pen thì nó tốt hơn. Đấy. Rồi bây giờ ta để này, ta vẽ được cho vá được bằng không. Ok. Rồi cái này để ta vẽ, ta phải làm pen.
Đấy. Đây là một cái. Rồi chúng ta có thể tạo thêm vài cái đường nữa. Đấy, cho nó đẹp. Tạo lửa, chúng ta tạo lửa thật là hoành tráng. Các bạn nhớ là làm theo tôi. Đấy, các bạn có thể tạo cái ngọn lửa nhỏ đó. Thì đây là một cái ngọn lửa mà chúng ta thấy như này. Rồi ta có thể vuốt cái này từ dưới. Ta vuốt nó. Vuốt theo chiều lên. Thì trong cái chỗ này các bạn co hết cỡ này. Tương tự này này. Chỗ này các bạn. Bạn cho thêm. Đúng rồi, chọn cái này các bạn. Xoay đầu hướng của nó. Đó. Rồi, đây là cái cách mà các bạn bạn làm. Đó. Rồi, chúng ta chọn này. Chọn này. Bút từ đường thôi đây. Này các bạn cho một ít wax, chúng ta cho một ít vàng vào. Thì nó sẽ vàng theo các bạn. Nếu ngọn lửa chỗ này cũng vậy, thì chúng ta cho một tí màu vàng vào. Đấy. Rồi chỗ này các bạn cho nó thấp xuống một chút. Đấy, chúng ta để cái cục này nhé. Đối với cục này thì các bạn cũng cho một tí vàng vào cho tôi. Đây là một cái ngọn lửa. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cũng vẫn để bên cạnh cái này. Chúng ta điều chỉnh nó ra, ép làm đôi. Đó. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh nó đi vào hoặc nhỏ hơn một chút. Đó. Chỗ này các bạn cho nhỏ đi một chút. Các bạn vào đây. Và các bạn nhân lên. Các bạn vẽ thêm cũng được, vẽ thêm cũng được, cũng không sao. Và cho vào đây. Rồi cái ngọn lửa này thì chúng ta cho thấp xuống một chút. Đấy. Ta cho thấp xuống một chút, ngọn này thấp xuống một chút. Ta để thêm thêm ở đây. Cái này các bạn có thể cho đây các bạn quay đầu cho tôi. Đó, tôi dạy này các bạn học luôn cả bên này luôn. Tôi luôn trên đời luôn. Cái này nhé. Rồi, đây là cái ngọn thứ hai. Ngọn thứ hai ở đây. Giờ ta tiếp tục ta làm cái ngọn thứ ba. Ngọn thứ ba các bạn cho cái này lên một chút, tung lên. Ta chọn ăn bút lên cao một chút. Cao một chút. Quay đầu. Đó đây. Cái này cho lên đây một chút. Cái này cho lên đây một chút.
này, quay quay ra được thì cái này cũng về. Đối ngọn này thì các bạn sẽ làm như sau. Ngọn này thì các bạn cho tôi màu khói. Đấy, tôi cho đây rồi này, đây tôi cho màu khói. Đó, ngọn này tôi cũng cho màu khói. Đó, ngọn này đã cho màu khói một chút. Đó, dưới đây ta quay này lên này. Đó, đã cho màu khói một chút. Đó, màu khói bên đây. Này cho khói rồi. Rồi tôi vẽ thêm một ngọn nữa. Ngọn nữa thì tôi copy ra. Đó, chỗ này thì tôi bỏ chỗ này. Tôi vẽ thêm. Này thì các bạn cho nó vào trong. Chúng ta cần chôn xuống. Hoặc là chúng ta cho send to back. Cho cái này lên. Cái này các bạn nào. Cho nó cho hữu tí. Các bạn nào cho to lên đây thì các bạn cho sang bên này một cái, các bạn cho sang đây một cái, đấy, các bạn cho sang đây một cái, đấy nó thôi. Rồi cái này chúng ta bắt đầu có tất cả mấy cái nhỉ, bốn cái đúng không? Bốn cái bây giờ tôi sẽ tách ra tôi làm như sau. Đấy. Rồi chúng ta vẽ một mặt đuốc. Vẽ một mặt đuốc thì mặt đuốc thì cũng chẳng quan trọng nó là như nào, ta làm cho nó tròn một tí. Đấy. Đuốc ta làm tròn một tí. Tôi nhân thêm một cái nữa. Rồi tôi dùng online để căn chỉnh. Sau đó tôi cắt. Rồi ok. Bây giờ tôi cho hai này vào đây, tôi cắt cái này.
6 tiếng nhỉ. Và đừng thẳng luôn. Với chấp cho nó với đây, cái này các bạn cho màu khác, các bạn thì cho màu xanh. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ tạo artbox cho từng cái một. Đấy. Đầu tiên tôi tạo cho cái đuốc artbox 1 là cái đuốc, artbox 2 ngọn lửa 2, Artbot 3 là ngọn lửa 3, Artbot 4 là ngọn lửa 4, Artbot 5 à. Đó, và tôi chỉnh cho cái từng cái Artbot 1 vào, gọn vào này cũng thế. Tổng cộng chúng ta có 5 artbot. Artbot này chúng ta cho hoặc là chúng ta cho nhỏ cái này lại một chút. Rồi nhóm vào cho nhỏ lại. Cái này các bạn sửa. Ta sẽ tạo cái ngọn đuốc cho này. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ export app Burner nha. Bây giờ bài ca rồi, bây giờ bài đuốc. Chúng ta chọn bài đuốc. Đuốc chúng ta 1 giờ đến 5. Rồi chúng ta export 300 dpi. Rồi bây giờ các bạn đã có đuốc rồi nha. Nếu các bạn đuốc của các bạn đây. Bây giờ các bạn sẽ cho ghi lên thành Photoshop nhá. Để ta làm sao mà nó sẽ trở thành những ngọn đuốc ngon lành được. Đấy. Rồi bây giờ ta mở hết ra. Cái này là tôi nghĩ, tôi nhiều đêm tôi nằm tôi nghĩ ra cái cách mà sao cho nó đẹp nhất. Đấy. Rồi các bạn chọn cho tôi tất cả này. Mở hết ra. Vì ảnh tôi để hơi cao, để cái độ phân giải cao, cho nên là nó sẽ cao. Đấy, cho nên là các bạn thấy là khi mà ra nó rất là nét. Rồi, bây giờ tôi ghi từng cái một. Đấy, tôi ghi là CBS. Tôi chỉ cho Photoshop đuốc 1 này và đuốc 5 này. Đó. Rồi cái này là đuốc 4 này. Đúng này.
tôi đóng cái này lại, đuôi 3 này. Các bạn chú ý nhé, ta phải chuyển đuôi PNG sang Photoshop. Tôi để PNG để cho nó trong suốt như vậy, nếu không thì các bạn nó ra màu trắng mất. Các bạn nhớ trong Illustrator các bạn phải biết cách xếp đuôi PNG. Bước 2. Rồi, gọi đuôi 1 này, PNG luôn. Xong, bây giờ chúng ta sẽ nhập vào đây. Chúng ta sẽ nhập vào từng cái một. Chúng ta cho thuốc ngọn 1, đuôi 1 nhé. Đó, ok. Đấy, sau đó đuôi 2. Đó, tiếp là nhập hết đây. Các bạn chọn đuôi 2 rồi, đuôi 3. Rồi tôi chọn tiếp đuôi 4. Rồi tôi chọn tiếp đuôi 5. Thế thì chúng ta thấy là ở đây tất cả có mấy cái, có 5 cái tất cả. Đấy, ta xếp lần lượt lên như này. Đấy, ta xếp thế này. Xếp lên thế này. Bài này bài cực hay các bạn. Ok chưa các bạn? Rồi ok nhá. Ta chú ý là ghi vào đây là đuốc. Đó. Bây giờ ta sẽ rigging cho nó. Xong rồi. Và ta sẽ rigging này. Cái này nhá. Cái này các bạn, tất cả những cái ngọn lửa này các bạn link cho tôi vào trong cái ngọn, cái ngọn đuốc 1. Đây là cái 1. Rồi cái 2 các bạn tách ra. Các bạn link cho tôi vào đây 2. Cái này các bạn cũng thế, bạn link vào đây 3. Cái này cũng thế 4. Các bạn link vào đây. Ok. Và bây giờ ta xếp vào. Ta xếp vào rồi ta cho nó chuyển động. Ta xếp vào ta cho chuyển động. Rồi bây giờ các bạn bật cho tôi cái này lên. Được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn ở bên trong của nó. Ta sẽ nhìn bên trong của nó. Một media này. Ta nhìn từng cái nhá. Một là ngọn. Hai. Đây bây giờ ở cái hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên các bạn chọn cho tôi là transform. Đấy. Các bạn chọn opacity. Rồi transform. Các bạn bình tĩnh một chút nhá. Để tôi bật cái để tôi bật cái quản lý về các hình ảnh. Ok, quay quản lý các hình ảnh đã. Cái một nhé. Đấy, bây giờ ta đến đây rồi, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đuôi 1, đuôi 2, đuôi 2. Đó.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên trên này để tôi xem apply render này, duplicate này, horizontal link này. Opacity một tí giảm xuống. Đó. Rồi chúng ta tiến lên đây một tí. Đó. Rồi cái bước 2 chúng ta sẽ cho nó một cái này, một cái frame, và sau đó chúng ta sẽ cho nó một cái chuyển động. Chuyển động thì tôi dùng một cái transform. Nút transform của tôi đã mất lần tay đầu này. Opacity rồi. Window transform. Content manager. Bây giờ sẽ dùng transform link này, duplicate này. Đây. Để chọn từng cái một nhé. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, ok. Rồi, xong cái này. Bây giờ chúng ta làm bước 1, bước 2. Bước 2 đến đây nhé. Đến đây bây giờ các bạn sẽ có cái nút transform của chúng ta. Đó, sẽ để ra ngoài thử một phát. Vì chúng ta phải làm một transform. Nút transform. Transform của chúng ta Actor menu editor. View. Đây là nó bằng trang pha bằng tay vậy. Cái một nhá, các bạn sẽ đẩy vào trong một cái. Đấy, các bạn dùng cái nút này đẩy vào trong. Lớp 3 này các bạn lại đưa ra ngoài. Và đưa ra ngoài nhá. Ở lớp 3 Opacity. Opacity đã giảm lên một chút. Đó. Lớp 4 cái 5. Cái 5 là các bạn đưa vào trong. Đó. Rồi tìm tiến lên một cái. Đấy. Tiến lên một cái. Thì cái 5 năm các bạn lại đưa ra ngoài. Đấy. Rồi đến tiếp theo. Năm. Đây, 5 đây. 6 đây. Đấy, tiếp tục đến đây. Cái 3. Cái 3 nó vào trong rồi, bây giờ ta lại đưa nó ra ngoài. Ta lại cho transform nó xuống. Ôi chứ. Ta dừng lại. Ta đưa nó về đầu. Rồi đến cái 3. Cái 3 rồi thì các bạn lại lật cái 3 lại lên đến đây. Transform. Đấy. Chúng ta xem các cái đó. Đây là tận đây rồi. Đó. Ok.
cái này là thứ ba. Và bạn đưa ra một chút, bạn cho opacity 80 một tí. Đó, xong các bạn cho có thể để lại căn phòng của chúng ta rồi. Và tiếp theo các bạn đến đây, các bạn chọn cái 4, các bạn lại đưa cái 4 ra ngoài, các bạn dịch lên trên một tí. Đó, dịch lên trên một tí, các bạn cho opacity to lên. Đó, xong đến cái này, đến đây các bạn lại được cái 5, cái 5 lúc này lại cho ra ngoài. Đó, cho căn phòng nhỏ lên một tí. Đó, tôi quên, tôi hay đặt tay vào trong cái thành space cho nên là nó opacity đây thì ta lại cái 2. Cái 2 lúc này nó nằm bên trong. Đấy, đây một tí. Đó, các bạn xin nhỏ lại cho bạn nhìn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ được 2 đến đây cho bạn. Đó, rồi các bạn sẽ 3. Các bạn đưa ra ngoài một tí, 4 nha. Đó, trong cộng bạn sẽ đi một tí bạn nha. Cái 5 thì các bạn đưa xuống thế. Đấy, cho nó đập lên, đưa ra ngoài, đưa ra ngoài cái Z này, thay đổi này. Đó, và các bạn cũng làm như rồi. Chỗ opacity nó xuống một tí. Đó, cái 5. 5 thì các bạn lại chạy vào trong. Bạn chạy không vào. Rồi, bây giờ các bạn thử nhá. Này, các bạn copy. Copy thì 3 này nè. Chọn này. Copy tiếp. Đó, copy. Bạn copy rất nhiều rồi nhé. Đấy,
Ok. Xong bây giờ ta quay về cái một à cái hai. Cái hai. Hai đây. Hai đây. Cái hai. Cho vào số lượng đó để nó có thể tăng lên rồi cái này bạn copy copy nhé rồi copy copy như thế. Rồi, các bạn hãy copy cho tôi hàng opacity. Ta tập làm một tí nữa tí là copy chung tất cả. Đây. Rồi bây giờ ta quay trở về Opacity. Chọn để xin chọn copy. Chọn copy tất cả. Các bạn copy cho tôi thật nhiều, copy theo hàng nhé. Tôi lại chọn từ đây, giữ xếp chúng ta, chọn copy. Thế là ta đã xong xong một hai cái đúng không? Bây giờ ta phải làm cái thứ ba, cái bốn, bốn copy. Opacity. Các bạn này. Các bạn thấy tôi dạy có hay không? Quá hay đúng không? Cái này chẳng học ai cả. Tự mình khám phá cái cách của mình. Rồi mình mà lại đi học nữa thì biết đến đời nào mình đã xong được. Và mình học thì mình cũng không thể. Copy ra nhiều nhiều phim đúng không? Đấy, các bạn chọn như thế cho tôi.
các bạn kệ nó nhá, bởi vì nó dùng phép nội suy, dùng phép nội suy để nó biến thành đấy, nó chuyển động cho các bạn. Rồi bây giờ ta xuống cái năm. Đấy, các bạn học những hình của tôi, các bạn làm các clip bạn ghép vào rất là đẹp. Để ta tạm đến phần đấy. Rồi ta xem opacity. Opacity phần này. Đến đây thì các bạn hãy cho mờ đi. Đến đây các bạn hãy cho tăng lên. Đây các bạn lại cho mờ đi. Cứ như vậy. Các bạn lại cho tăng lên. Và các bạn copy cái này ra. Copy các bạn đặt đâu được. Nghĩa là nó thay đổi. Đấy. Đấy. Rồi các bạn copy ra. Bạn làm hết cho tôi. Bạn làm hết cho tôi như thế nha. Và bây giờ ta tạm thời gác lại đến đây. Ta quay về đúng 1. Đấy. Bạn nhìn thấy đuốc này. Đuốc của chúng ta. Chọn nguyên đơn ta vào tham lai đi. Nào. Bây giờ các bạn nhé, các bạn trẻ, ngọn lửa các bạn, tuy là những cái này tôi vẽ hơi ít, các bạn có thể vẽ thật nhiều ra để nó tạo thành những ngọn lửa cháy mạnh hơn, đúng không? Bây giờ ngọn đuốc của chúng ta nhé, giờ sẽ di chuyển như nào? Đó, bây giờ. Đây bạn có thể xoay nó các bạn trẻ. Đấy, ngọn lửa của chúng ta sẽ như thế. Ok, tôi vừa vẽ xong các bạn phần chuyển động của ngọn lửa. Các bạn cố gắng học và tiếp thu những gì tôi đã dạy để các bạn làm đẹp hơn tôi nha. Thân ái chào các bạn, chúc các bạn một cái buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Thân ái chào các bạn.